La 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 la, tới lớp học rồi các bạn ơi. Hình như đằng kia là chắc VN. Ôi, hello. Trời ơi, tôi gà giờ mới tính lớp mà sắp trễ giờ kìa. Ê, mà sắp trễ giờ mà có dũng nước ở trước mặt kìa, chừng kìa. À, tôi thấy rồi, không sao, không sao. Để tôi vô các cặp với tụi mình vô lớp nha. À, mày nghe nói là lớp mình sắp có học sinh mới. Tôi gà mà là một bạn nữ đó. Sắp có học sinh mới mà là nữ à, nghe thú vị quá dạ. Là bạn nữ đó dễ thương lắm các bạn nhỉ. Xuống dụng nước vậy. Trời đất ơi, ướt hết luôn rồi. Ôi trời ơi, gì đang sợ vậy? Ôi trời. Tiếng chuông reo rồi á. Chuông rồi, giờ học ơi. Chết tôi rồi, ướt vậy sao tôi vô học đây mọi người? Ây da, trời đất ơi, ướt hết như vậy rồi làm sao để tôi vô học bây giờ? Tức thiệt chứ, hồi nãy là cái bạn nữ nào tự nhiên xô tôi xuống cái vũng nước này, nhưng mà bạn nó nhìn lạ lắm các bạn. Không lẽ nào là học sinh mới của lớp mình đó hả? Quan trọng là bây giờ đã vô học rồi này, mình đã tới trễ rồi mà. Được rồi, bây giờ mình phải đi thay cái bộ đồ đấy cả. Nhưng mà không sao, hên là mình đã có một cái căn phòng bí mật ở trong cái ngôi trường này đó. Các bạn biết nó nằm ở đâu đó, để tôi dẫn các bạn đi coi nha. Bây giờ các bạn nhìn đây, ở đây có một cái tủ đó. Bây giờ mình chỉ cần hãy cha mở cái tủ này lên nè, lập tức sẽ có một cái đường bí mật tôi đã giấu trong này nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vô đây, sau đó mình sẽ đóng cái này lại. Hãy cha, cái cửa nó được đóng lại và không ai biết đằng sau cái tủ đây là một căn phòng bí mật của tô gà này đâu. Mình đã xây dựng nó bên trong ngôi trường này để làm gì các bạn biết không? Đó chỉ là để những cái lúc mà tôi cần không gian riêng tư ở trong ngôi trường này thì mình có thể chui vô đây và không ai biết cả. Được rồi, bây giờ mình phải thay cái bộ quần áo để mình vô học thôi, trước khi trễ học các bạn. Trời ơi, bộ quần áo mình ướt hết rồi này. Rồi ở đây có một cái tủ quần áo để mình mở ra coi. Thay xong bộ đồ mới rồi, nhìn sạch sẽ chưa nè các bạn? Đó chỉ là những lúc mà mình cần sử dụng cái căn phòng trong ngôi trường này đâu các bạn. Được rồi, nhưng mà nghĩ lại tôi vẫn tức cái bạn gái hồi nãy dám xô tôi làm ướt bộ quần. Rồi bây giờ mình phải đi ra lớp học lẹ lên trước khi là bị thầy cô la. Được rồi, đóng cái cửa hầm bí mật này lại. Không ai ở đây đúng không? Ok, được rồi. Bây giờ tôi phải tới lớp lẹ thôi, các bạn ơi. Cuối cùng cũng tới lớp rồi các bạn. Giờ mới tới lớp mà. Ôi trời đất ơi, tôi phải đi thay đồ. Nhưng mà thầy ngủ mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà cái gì đây? Tô gà thúi quắc hả, là sao? Còn đây chính là cái bạn gái hồi nãy xô mình té vô dụng nước đây. Bạn ấy kêu mình là thúi quắc hả? Tô gà bị chê thúi quắc kìa. Cái gì vậy? Tức thiệt chứ. Cái bạn này hồi nãy dám xô tôi rồi, còn bây giờ còn dám chửi tôi nữa. Tức thiệt chứ. Cái bạn mới đừng có tưởng mới vô làm gì thì làm nha. Đúng là cái tên bị khùng. Còn chửi tôi bị khùng nữa chứ. Người mới này mà kỳ cục dữ gì trời. Trời đứa ơi, còn ngồi sau lưng tôi nữa kìa. Các bạn không ngờ là một bạn nữ mà bắt nạt như vậy, vô lớp tôi mà bắt nạt tôi kìa mọi người. Tên kia nói gì mà nói nhiều quá vậy, im lặng thôi. Ôi, trời đất ơi, con kêu tôi im lặng nữa kìa. Để mình học bài cái coi. Được rồi, bài hôm nay là ai làm cái gì vậy? Ôi trời ơi, ai làm gì đâu trời. Ủa, còn quăng cái tờ giấy gì đó đây? Tôi thích bạn, bạn thích tôi không có hoặc không. Ui, ai gửi tôi tờ giấy này kỳ vậy các bạn? Ui, sao cái này như kiểu là thư tỏ tình mà sao nó cục xúc quá vậy? Tôi thích bạn, bạn thích tôi không có hay không? Trời ơi, ai làm cái trò này hay có đang troll tôi không vậy? Ha, mình có nên trả lời cái bức thư này không ta? Ui, nhưng mà các bạn nghĩ ai là người đã gửi cái bức thư tỏ tình này cho tôi? Gà đừng quên comment bên dưới nha. Thôi được rồi, tôi nghĩ là mình nên trả lời cái này, nhưng mà bây giờ mình cần một cái bút cái đã. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái bút ra nào. Ủa, trời, cái cặp mình có cục TNT lòi đâu đây? Ôi không, ôi da, nổ bánh răng luôn rồi. Nổ luôn rồi kìa. Trời đất ơi, ai làm điều này với tôi? Em tức quá. Hôm nay sao mà tôi cứ bị bắt nạt quá vậy? Nào là bị xô vô dụng nước, nào là bị chửi là tôi quá, rồi tôi còn bị đặt TNT cho nổ nữa. Tất cả là tại cô gái học sinh mới này đúng không? Ai bảo mà có nghịch chi? Trời đất ơi, tức thiệt chứ mà còn dám chửi tôi ngốc nghếch nữa. Mọi người đợi đó, mọi người đợi đó. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Buồn quá các bạn. Mình phải quay lại, cái căn phòng bí mật của tôi mới được. Chà, được rồi, căn phòng bí mật đây rồi. Bây giờ mình sẽ chui vô đây. Đây chỉ là những lúc mình cần một mình các bạn ơi. Tính ra tôi không làm gì hết trơn, sao bạn học sinh mới đó cứ bắt nạt tôi hoài vậy? Mà tôi cứ tưởng học sinh mới là một bạn nữ dễ thương thân thiện, ai ngờ đó lại là một kẻ bắt nạt. Đúng là một kẻ xấu xa không thể nào mà tha thứ được. Nói xấu tôi cái gì đó hả? Đúng rồi, tôi đang nói xấu cậu. Sao cậu vô đây được vậy? Thì ra là cậu có căn cứ bí mật ở đây sao? Đúng rồi, đây là căn phòng bí mật của tôi đó. Nhưng mà sao cậu lại đi vô đây làm gì? Thì tôi theo dõi cậu mà. Cái gì cơ? Theo dõi tôi hả? Trời đất ơi, nhưng mà cậu đừng có bắt nạt tôi nữa nha. Tôi xin lỗi vì tôi lỡ nói xấu cậu nha. Cậu đúng là đồ ngốc, tôi bắt nạt cậu
hay nào? Ôi, trời ơi, cậu bắt nạt tôi rõ ràng mà, hồi nãy cậu xô tôi vô dụng nước rồi hả, cậu còn viết tên tôi lên bảng rồi bêu xấu tôi rồi còn đặt TNT cho tôi nổ đen tụi lùi như vậy nè, rồi bây giờ cậu còn theo dõi tôi nữa, vậy mà cậu kêu không bắt nạt tôi hả? Ngốc, cậu không biết gì hết trơn á, mấy cái chuyện đó là tôi giúp cậu đó. Cái gì? Giúp tôi hả? Rồi đó, chuyện là như vậy nè. Hả? Chuyện là như thế nào? Lúc đó cậu đang nói chuyện với Zack thì cậu không để ý sau lưng cậu Huy nó. Mình sẽ bỏ TNT sau lưng cặp cậu gà nè. Bỏ vô thôi. Cậu bị đánh được rồi. Ây da, cái gì vậy? Té luôn rồi. Thôi rồi. Trời đất ơi, tức thiệt chứ. Không cho được tao gặp chuồng rè luôn rồi, thôi chạy vô học thôi. Lý do tôi xô cậu là như vậy đó. Hả? Cái gì? Vậy là cậu xô tôi xuống dụng nước là để cho tôi khỏi bị Huy nấp ron bằng cách bỏ TNT vô cặp sao? Chứ còn gì nữa? Còn chuyện mà cậu viết tôi hả lên bảng là tô gà thúi quắc là thì sao, cậu giải thích đi. Trời đất ơi, cái chuyện đó hả, nó là như vậy nè. Thua kéo này ta bày kéo khác, bây giờ tôi sẽ cho anh tô gà bằng một cái khác nè. Đó, xong rồi tôi sẽ viết cái chữ này lên bảng nè. Trời ơi, để xem tô gà phản ứng như thế nào. Thôi được rồi, quay trở lại chỗ ngồi thôi. Đứa nào làm gì vậy, phải sáng mới được. Úi, ai ghi cái chữ gì lên bảng vậy? Thì ra cô ghi cái chữ này để bêu xấu tôi hả? Lúc đó tôi muốn xóa cái dòng đó giúp cậu mà cậu còn chửi tôi là sao? Thì ra Vy Đức phải là người viết, còn cô chỉ muốn xóa giúp tôi à? Trời đất ơi, nhưng mà đúng lúc tôi đi vô nên là tôi tưởng cô viết là đúng rồi. Nhưng giúp xong còn bị nói nữa, tức thiệt. Tôi xin lỗi nha. Ôi, nhưng mà từ từ, nếu mà cô nói lúc đầu Huy Nấp muốn đặt TNT vô cặp tôi nhưng mà không làm được, nhưng mà tại sao trong cái cặp của tôi vẫn còn TNT nổ vậy? Chuyện đó thì tôi không biết, chắc là Huy Nấp đã để vào cặp cậu lúc nào mà tôi không để ý đó. Ồ, thì ra là vậy hả? Vậy là nãy giờ mình đã nghi oan cho bạn này rồi. Nhưng mà cậu tên là gì vậy? Kêu tôi là Nabi là được. Nabi là đúng rồi. Vậy là Nabi hả? Nguyên cái ngày hôm nay Nabi giúp tôi, vậy mà tôi cứ tưởng là Nabi troll tôi không à. Vậy là hả, Huy Nấp mới chính là người đã đặt TNT vào cặp tôi, sau đó đưa tôi cái tờ giấy gì đó, còn cái gì mà tôi thích bạn còn bạn có thích tôi không, có hay không nhớ, để tôi mở cặp ra để mà nổ cái đùng luôn. Ê, cái tờ giấy đó là tôi đưa mà. Hả? Cái tờ giấy đó là cậu đưa? Là sao cơ? Ủa rồi rốt cuộc cái tờ giấy tôi thích bạn đó là ai đưa? Huy Nấp cho tôi hay là cậu đưa? Cái chuyện đó đi. Có hiểu vậy cậu nè. Hả? Cái gì, kế hoạch gì cơ? Đó là chúng ta sẽ cùng nhau trôn lại Huy Nấp, cậu chịu không? Cái gì cơ? Cùng nhau trôn lại Huy Nấp à? À, nghe cũng hợp lý quá vậy. Hồi nãy giờ Huy Nấp chính là người trôn mình, và bây giờ đã đến lúc mình trả thù lại rồi. Nhưng mà mình sẽ có được sự trợ giúp của bạn Nabi học sinh mới này đây. Được rồi, nhất trí. Lại đây để tôi nói kế hoạch nè. Ủa, cái gì, kế hoạch là sao? Ok, hiểu rồi. Được rồi, kế hoạch là như vậy, chúng ta về lớp thôi. Được rồi, về lớp thôi nào các bạn ơi. Mình đã có một kế hoạch hơi bị hay cùng với bạn Nabi này rồi. Được rồi, quay lại lớp. Ui, hình như là thầy vẫn đang ngủ, hôm nay thầy ngủ ngon quá vậy trời. Ủa trời, nãy đi đâu vậy? Tôi đi rửa mặt, tôi đi tắm. Tại vì hồi nãy ai trôn tôi đặt quả TNT vô cặp tôi khiến tôi dơ em mà, nên là tôi phải vệ sinh tắm rửa sạch sẽ như vậy nè. Trời ơi, đứa nào cho mày kỳ cục quá dĩ. Đúng rồi, đứa nào trôn mà kỳ cục quá, tôi mà biết được là tôi không có để yên đâu. Thôi được rồi, để mình ngồi lên ghế lại. Trời ơi, tức thiệt chứ các bạn. Huy Nấp nó giả nai, nó không biết gì kìa các bạn, trong khi nó là người trôn tôi mà. Thôi được rồi, mình cũng đã có kế hoạch rồi. Úi, hình như là chuông reo ra chơi rồi, đi chơi thôi. Ra chơi rồi, đi chơi thôi nào, let's go. Đi thôi. Ra căng tin ăn thôi. Ra căng tin. Nhớ kế hoạch. Ok Nabi ơi, được rồi, bây giờ chúng ta cùng ra căng tin thôi nào. Let's go, lẹ lên. Hôm nay chúng ta có hamburger nữa. Hình như tôi đã đang lấy hamburger ăn đi hai, ăn hai. Ủa, nhìn cũng hấp dẫn quá vậy. Được rồi, bây giờ nếu mà theo kế hoạch thì chúng ta chuẩn bị cho Huy Nấp đúng lúc này nè mọi người ơi. Rồi, bắt đầu kế hoạch thôi tôi gà. Ok Nabi, được rồi, bây giờ mình sẽ đi theo Nabi để các bạn chuẩn bị biết kế hoạch của tụi mình như thế nào. Các bạn hãy xem nha. Ê Huy Nấp ơi, hamburger này ngon quá vậy, cậu lấy ở đâu và lấy giùm tôi được ha? Trời ơi, tôi sẽ lấy cho cô nàng đẹp gái nha. Ok, đi lấy nè. Mẹ gái quá vậy, trời ơi, nó đi lấy. Thôi rồi, Nabi, đây chỉ là tới lúc của tôi nè bây giờ. Bây giờ trên tay tôi là một trái ớt siêu cay đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái ớt này vô trong cái hamburger của Huy Nấp trong khi nó đang đi lấy nè. Rồi, quăng vô nè, hay cha. Con nè, của bạn nè. Trời ơi, ôi trời ơi. Ôi ơi, sao quăng xuống dưới đất. Ôi đã ơi, tôi lỡ tay xin lỗi nha. Ôi Huy Nấp ơi, cho tôi hamburger vậy, lấy ở đâu vậy, lấy giùm tôi cho được. Ôi da, trời đất ơi, nó không lấy. Được rồi, ăn thôi nè, ăn chung không, ăn chung không. Được rồi, được rồi. Được rồi, nào bây giờ tôi đã bỏ ớt vô trong cái hamburger đó rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị xem bạn ăn phần của tôi luôn nè. Ôi, không được, bạn ăn đi, tôi có rồi,
Ok. Rồi đứa gọi này, này, này mê gái thế chứ bà. Thôi được rồi, để mình cũng qua lấy cái phần hamburger của mình đem về mình ăn luôn chứ bà. Được rồi, mình đặt xuống đây mình ăn luôn này. Thôi được rồi, chúc mọi người ngon miệng nha, ăn thôi. Ăn xong rồi nè. Ăn xong rồi. Ủa nhưng mà thấy nó kỳ kỳ sao ta? Sao kỳ vậy? Nước đâu cay quá, nước đâu. Đi theo tao, nước bên này nè, nước bên này nè, đi. Nơi cay quá, cay quá. Huy nó cay quá, nó phun lửa tùm lum luôn kìa. Chạy tôi. Nước đâu, nước đâu, chạy tôi đây. Nước bên này nè, nước bên này nè, nhảy lên. Ôi trời ơi, Huy nó bay. Rồi, nhảy xuống nước đi. Đã quá. Ôi trời đất ơi. Được rồi, nào bây giờ kế hoạch tiếp theo nè. Trời ơi, đã quá. Bây giờ làm gì nữa đây nào bây giờ? Đang có một con cá trình điện ở chỗ này. Ui. Nó có điện ở trong người đó, bây giờ đem nó xuống dưới. Ui, đây là một con cá có điện à? Ui, cũng hợp lý nhưng mà cẩn thận nha, đừng có đụng vô nó mà giật điện bây giờ. Để tôi đẩy nó xuống này, đẩy nó xuống. Ui, giật điện. Rồi, rớt xuống nè. Cái gì vậy? Và nguồn nước ơi, sao con cá trình điện ở đây vậy? Ui, nó bị giật điện rồi kìa. Này thì dám tôn tôi. Ôi đất ơi, có sao vậy? Ôi đất ơi, có sao vậy? Đứa nào đưa con cá này xuống đây vậy? Tôi không biết, hình như lâu ra con cá ở đây vậy. Ta kỳ lạ thì chứ. Ôi, được rồi, để tôi cứu Huy đắp lên nè. Trời ơi, tự nhiên cái có con cá trình điện ở dưới, tội nghiệp thì chứ. Ôi, hình như là do dắt VN trôn mày đó Huy Nấp ơi. Cái gì thì ra là do dắt VN hả? Đúng rồi, dắt VN trôn đâu rồi. Mình đã trôn lại được Huy Nấp rồi, vui quá cả. Cũng nhờ vô cái kế hoạch của Nabi này nè. Cảm ơn Nabi nhiều nha. Không có gì đâu, nhưng mà tôi cũng cảm ơn cậu, tại vì cậu đã nói chuyện với một học sinh mới như tôi. Mặc dù tính tôi có hơi cọc cằn cục xúc. À không sao đâu, tôi thấy cậu cũng dễ thương mà. Nhưng mà vậy thì cậu trả lời tôi được chưa? Hả? Trả lời điều gì cơ? Tờ giấy đó đó. Cái tờ giấy nào nhỉ? Ui, hình như là cái tờ giấy mà cậu gửi cho tôi. Ui, vậy là cái tờ giấy đó là cậu đưa cho tôi chứ không phải là Huy Nấp trốn tôi hả? Trời đất ơi, dạ? Này mà còn hỏi nữa. Hình như tôi vẫn còn nhớ nội dung trong tờ giấy đó là tôi thích cậu, còn cậu có thích tôi không? Sau đó có hả? Có hoặc không để cho tôi chọn đúng không? Vậy thì tôi chọn là có. Thiệt hả? Thiệt mà. Trời đất ơi, ngại quá. Quá đã, chạy đi đâu vậy? Chạy đâu? Đợi tôi nha. Trời đất ơi, sao tự nhiên đấm tôi cái bỏ chạy luôn rồi. Trời ơi, cái bạn này Nabi ơi, đợi tôi ơi. Đừng có chạy mà. Ai mày mới là người cho anh tao đúng không? Tao gạt chị gì? Nó phát hiện rồi. Ôi chạy thôi. Đừng lại. Các bạn thích video này, tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người đồng xin tôi tin nè. Và các bạn thấy video hôm nay như thế nào cũng đừng quên comment bên dưới. Và nếu các bạn muốn tôi làm tiếp thì đừng quên comment bên dưới luôn nha. Nabi ơi, đợi tôi với. Dạ, Huy Đắp đừng có được. Sao ta đừng được ta. Đừng lại đó.